dẫn chăm sóc và tự chăm sóc F0 tại nhà hoặc khu cách ly. Bạn nên hết sức bình tĩnh, vì trong 10 người mắc COVID thì có đến 8 người trong số đó có triệu chứng nhẹ và có thể điều trị tại nhà. Chỉ có 2 người cần đến chăm sóc y tế hoặc nhập viện. Điều quan trọng là bạn phải biết cách chăm sóc bản thân và các thành viên trong gia đình nếu có ai đó bị nhiễm bệnh. Hãy nhớ rằng bạn nên thực hiện các bước này ngay khi ai đó có triệu chứng, kể cả khi chưa được xét nghiệm COVID. Bệnh nhân COVID nên được chăm sóc tại nhà như thế nào? Theo dõi bệnh nhân COVID tại nhà gồm có 2 khía cạnh. 1 là điều trị và theo dõi bệnh. 2 là cách ly để bảo vệ những người xung quanh. Đối với điều trị và theo dõi tại nhà, đây là một số điều bạn nên làm. Nên nghỉ ngơi và uống nhiều nước để tránh mất nước. Nên uống nước ấm với mật ong, ăn súp, canh nóng, trà nóng. Nếu bạn bị ho hay đau họng, có thể uống thuốc ho, nó giúp bạn giảm đau và dễ chịu. Nếu bạn bị sốt, có thể uống thuốc có hoạt chất paracetamol sau mỗi 6 giờ khi cần. Cần nhớ rằng kháng sinh là không cần thiết đối với COVID hay các tình trạng nhiễm siêu vi. Những bệnh nhân có triệu chứng nặng cần nhập viện và có thể cần thêm thuốc hay điều trị khác dựa trên sự chỉ định của bác sĩ. Đo nhiệt độ và đếm nhịp thở 1 đến 2 lần một ngày. Nếu bạn có máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 tại nhà, hãy dùng máy để đo lượng oxy trong máu và ghi lại con số. Trong một số trường hợp khẩn cấp, nên đi đến bệnh viện hoặc phòng khám. Nếu được, nên gọi điện thoại trước khi đến. Những trường hợp cần sự trợ giúp y tế khẩn cấp. Nếu bạn cảm thấy khó thở hoặc độ bão hòa oxy trong máu SpO2 nhỏ hơn 95%, cảm thấy đau dai dẳng hoặc nặng ngực, cảm thấy không tỉnh táo, lừ đừ hoặc mất ý thức, tái tái môi, móng tay. Điều quan trọng của việc chăm sóc tại nhà là không để lây lan mầm bệnh cho người khác. Hãy xem các video khác để tìm hiểu cách lây lan của virus. Những biện pháp phòng ngừa cần thực hiện tại nhà. Dưới đây là một số lời khuyên cho bệnh nhân và gia đình khi cách ly tại nhà. Bệnh nhân nên ở riêng một phòng, sẽ tốt hơn nếu phòng có cửa sổ để không khí lưu thông. Bệnh nhân có thể không cần đeo khẩu trang nếu ở trong phòng một mình. Các thành viên khác nên tránh vào phòng này, nếu bắt buộc phải vào thì che mũi, miệng bằng khẩu trang hoặc vải. Khi phải rời phòng, luôn che miệng, mũi bằng khẩu trang và giữ khoảng cách 2 mét với người khác. Nếu nhà bạn không có phòng riêng hoặc không có khả năng có phòng riêng, hãy luôn ngồi về một bên và giữ khoảng cách 2 mét với mọi người. Bạn có thể dùng màn hoặc vải vách ngăn. Mở cửa sổ cho không khí lưu thông. Nếu có người khác trong phòng, bạn phải đeo khẩu trang. Sử dụng phòng tắm riêng. Nếu nhà chỉ có một phòng tắm, bệnh nhân nên vệ sinh các bề mặt sau khi đã chạm vào. Tất cả mọi người trong gia đình phải luôn rửa tay với xà phòng và nước sau khi dùng nhà vệ sinh.
không dùng chung đồ dùng cá nhân với người khác như ly, muỗng, đĩa, khăn tắm, gối, ra giường và những vật dụng thường dùng hàng ngày. Xà phòng có thể diệt virus nên quần áo đã giặt xong hay bát đĩa đã rửa thì có thể sử dụng chung với người khác. Chỉ nên có một hoặc hai người trong gia đình làm nhiệm vụ cung cấp thức ăn hoặc vật dụng cho bệnh nhân. Tốt nhất nên để người trẻ, khỏe, mạnh làm công việc này và hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa bệnh nhân với người lớn tuổi hoặc người có các bệnh nền không ổn định. Cần nhớ, tất cả mọi người trong nhà phải rửa tay thường xuyên với nước và xà phòng trong ít nhất 20 giây mỗi lần. Đặc biệt, sau khi thăm người bệnh hoặc chạm vào quần áo, đồ dùng của họ. Nếu không có sẵn xà phòng và nước thì có thể dùng nước rửa tay với nồng độ cồn tối thiểu 60% để vệ sinh các bề mặt thường chạm vào như tay nắm cửa chính, tay nắm cửa nhà vệ sinh mỗi ngày. Nếu trong một nhà có một người nhiễm COVID thì các thành viên khác trong nhà đều có nguy cơ nhiễm COVID. Đó là lý do tại sao khi các thành viên khác có việc cần thiết phải ra khỏi nhà thì họ bắt buộc phải đeo khẩu trang, tránh tụ tập, không cho người khác đến nhà mình và cũng không đến nhà người khác. Khi nào người nhiễm COVID có thể trở lại các hoạt động bình thường? Thông thường, những người bệnh nhẹ sẽ khỏi bệnh trong 7 đến 10 ngày. Nhưng virus có thể phát tán trong vài ngày sau khi hết triệu chứng. Do đó, bạn nên tiếp tục cách ly thêm từ 3 đến 7 ngày sau khi đã hết triệu chứng, tổng cộng 10 đến 14 ngày cách ly. Bạn có thể trở lại các hoạt động bình thường khi được phép của cơ quan y tế. Phòng chống COVID là trách nhiệm của mỗi người dân. Chúng ta đều đóng góp cho điều này. Đây là khoảng thời gian khó khăn cho nhiều người. Đừng bỏ qua cơ hội giúp đỡ người khác. Hãy chia sẻ nội dung này cho mọi người. Hãy khỏe mạnh và giúp người khác khỏe mạnh. Bác sĩ Trương Hữu Khanh và Cộng sự.